Chào mừng mọi người đã đến với channel Rose Cooking. Còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán. Một trong những món ăn mà không thể thiếu đối với mình trong dịp Tết Nguyên Đán đó chính là món mận dẻo xào gừng. Thường thì mình hay ra Ô Mai Hồng Lam để mua. Tuy nhiên thì năm nay vì Covid nên là khó mà có thể về được Việt Nam để ăn Tết cũng như là ăn ô mai. Nên là mình quyết định sẽ tự làm món mận dẻo xào gừng tại nhà. À, đối với những bạn lần đầu tiên đến với channel thì mình xin tự giới thiệu mình tên thật là Phương Thúy. Mình 25 tuổi và hiện nay đang sống tại Singapore. Và kênh Rose Cooking là một kênh chia sẻ về những công thức nấu ăn đơn giản, dễ làm, hợp túi tiền mà bạn có thể làm tại nhà. Nếu các bạn thích kênh thì xin hãy đăng ký để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy làm ô mai thôi. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cân mốt mận Úc. Bình thường thì ở Việt Nam nếu mà làm ô mai thì sẽ sử dụng mận hậu. Tuy nhiên thì thời điểm này không phải thời điểm mà có thể tìm được mận hậu Việt Nam, nên là mình sẽ thử sử dụng mận Úc xem là nó có tạo thành cái vị như kiểu là ô mai Hồng Lam hay không nhé. Bây giờ thì mình sẽ đem mận đi ngâm nước muối khoảng 20 phút. Bên cạnh mận thì những nguyên liệu khác cũng đơn giản thôi, bao gồm là đường, bạn có thể dùng đường nào cũng được, và muối, một ít gừng già. Cho vào 2 thìa muối. Giờ thì mình cho mận vào ngâm. Mình sẽ ngâm mận 20 phút và sau đó quay lại nhé. 20 phút đã qua, bây giờ thì mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Sau đó thì để ráo nhé. Khó và quan trọng nhất bây giờ đó chính là giai đoạn mình phải tách cái hạt ở bên trong ra. Tách hạt ở bên trong ra để cho cái lượng đường nó thấm vào trong quả mận nhanh hơn. Bởi vì cái phần thịt của quả mận Úc nó sẽ dày hơn là mận hậu, nên là chúng ta không thể giữ được hạt. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một con dao và một cái que xiên để sau khi mà mình tách hạt ra rồi thì mình sẽ chọc vào quả mận này để cho đường nó thấm vào dễ hơn. Cái này mình cứ chọc sâu vào. Ra bao nhiêu là nước. Đấy. Bây giờ thì sẽ chọc vào đây. Mình không thích ăn nó khứa khứa như thế này ấy. Lúc ăn thì phải ăn cả phần thịt như thế này dày thì nó mới thích. Mận này nó nhiều nước quá. Sau khi mình tách hạt xong thì ra ngần này nước này. Bây giờ thì mình sẽ cho đường vào để ướp. Đối với cái thịt dày như thế này thì mình sẽ cần ướp khoảng 14 đến 16 tiếng. Mình dùng cái cắp 1/3. Bây giờ thì mình sẽ đổ đường lên để lấp đầy hết cái chỗ mận này nhé. Mình dùng 5 cắp đường.
Mình dùng bọc thực phẩm bọc lại, sau đó thì để nơi thoáng mát. Đây là kết quả sau 16 tiếng mình ngâm thì cái đường nó đã tan hết vào trong mận rồi. Trong cái lúc mình ngâm thì mình cũng đã kiểu đảo qua lại cho nó tan đường nhanh hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đem mận đi xào. Còn về xào mận thì mọi người lưu ý là nên sử dụng chảo làm bằng thép không gỉ, bởi vì là nếu mà sử dụng những cái chảo làm bằng chất liệu như là đồng hay là nhôm ấy, thì lúc mà mình xào cái mận này nó có tính chua này, nó sẽ phản ứng với những cái kim loại đấy và tạo ra những cái chất không tốt cho sức khỏe, nên là mọi người lưu ý là sử dụng chảo thép không gỉ nhá. Bây giờ thì mình sẽ làm nóng chảo, sẽ mất khoảng 2 phút để làm nóng từ nhiệt độ vừa phải đến nhiệt độ cao, sau đó thì mình mới cho mận vào để xào. À, xào mận thì mình chỉ xào ở lửa bé thôi, nhưng mà mình xào ở thời gian khoảng 40 phút thì để cho cái nước ngâm ấy nó sẽ ngấm vào trong mận mà mận được ngon hơn. Chảo của mình đã nóng rồi, bây giờ thì mình sẽ cho nước vào trước nhé. Ra rất là nhiều nước. Các bạn có thể thấy là trong này đường nó vẫn chưa tan hết ấy, thì mình cứ cho vào đây cho nó tan. Mận thì cứ để như thế này thôi, chứ đảo nhiều thì nó sẽ dễ là bị nát mận ra đấy. Xào cái ô mai này thì mình chỉ xào ở lửa bé thôi, mình để khoảng 40 phút. Sau khi mà nước nó sôi lên ấy, thì mình có một cái nước đỏ đỏ như thế này. Nước này là nước siro, mọi người có thể bỏ vào trong một cái lọ thủy tinh, sau đó thì để trong tủ lạnh bảo quản. Còn với ô mai thì mình chỉ để lại ngần này nước thôi để cho nó nhanh tan. Những cái như thế này thì không sao đâu, bởi vì mình chủ yếu là mình ăn cái phần thịt ở bên trong ấy, lúc mà sấy thì nó sẽ bẹp xuống, nên nó không ảnh hưởng gì đâu nhé mọi người. Đối với ô mai thì gừng càng già càng thơm. Bây giờ mình sẽ dùng một cái thìa để cạo vỏ. Nói chung là mình sẽ không dùng hết cái củ này đâu, củ này nhiều quá. Nhưng mà đây, mình sẽ chỉ sử dụng phần này thôi. Mình có một cái túi, thực ra cái này không phải là bẩn đâu, mà hôm trước mình lọc một cái
là cái gì đó. Nói chung nó màu như thế này nè. Cái túi này có cái màu như thế này, không phải bẩn nữa nhá mọi người. Bây giờ thì vắt bớt nước. Mình cho một chút muối vào gừng chỗ này, khoảng một thìa cà phê. Cho muối vào thì để cân bằng cái vị ngọt của mận. Tí nữa mà mình cho gừng vào ấy thì cái vị ngọt nó sẽ sắc hơn. Mận thì đã đun được 30 phút rồi. Mọi người có thể thấy là bây giờ mận của mình nó đã dẻo lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu rắc gừng lên. Ban đầu mình cứ đinh ninh là khoảng 40 phút là xong, nhưng mà bởi vì cái mận này to ấy, nên là mình đã xào nó khoảng 1 tiếng rồi. Mình nghĩ là bây giờ tắt bếp được rồi. Nhưng mà trước khi tắt bếp thì mình muốn làm cho cái phần mận này nó bẹp xuống này, để làm tạo thành cái hình hoa ấy. Đây là ô mai siêu to khổng lồ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Bây giờ là đến phần cho vào nồi sấy. Nồi nhà mình bé quá, không biết là có vừa không. Bây giờ mình sẽ sấy ở nhiệt độ 130 độ C trong vòng 2 tiếng đồng hồ mọi người nhé. Vì là mận xay to nên sau khi sấy xong thì cái mận thì nó vẫn còn hơi mềm, nên là mình có giải pháp là sẽ cho vào một chiếc hộp, sau đó thì để trong tủ lạnh một ngày. Làm như vậy thì sẽ làm cho mận săn và dẻo lại. Bây giờ mình sẽ lấy thành phẩm ra cho các bạn xem nhé. Bây giờ thì mận rất óng và dậy mùi thơm. Làm ô mai bằng mận to có một số ưu và nhược điểm như sau. Mận to thì ngâm và sấy lâu hơn, tuy nhiên thì ưu điểm sẽ là được thưởng thức một miếng mận nhiều thịt và không hạt. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những công thức nấu ăn mới nhất của mình nhé. Tạm biệt!